có chuyện gì? Sao lại như vậy? Chuyện gì vậy? Chú Đình Sâm, cậu định làm gì đây? Giao Hồng Vũ ra đây. Hồng Vũ không có ở đây. Chú Đình Sâm, tôi không biết cậu nói Hồng Vũ nào. Tôi chỉ là thương nhân thôi. Thương nhân? Giả tâm lang sói. Nghe cho rõ đây, đằng sau Hồng Vũ có âm mưu liên quan an nguy Thẩm Chấn Quân và Đỗ Gia. Hôm nay nếu không giao Hồng Vũ ra thì đừng hòng ai rời khỏi đây. Lúc nãy Lê Thiệu Phong tìm tôi, nói là cha cậu lâm bệnh nguy kịch, cậu không đi thăm ông ấy sẽ không được nhìn mặt lần cuối đâu. Mà tính gạt ai chứ? Người chăm sóc ông ấy tên là Tiểu Bàn. Thôi tha cho tôi, tha cho tôi đi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tôi chỉ đi hẹn hò với bạn gái, các người bắt nhầm người rồi. Cậu và vợ bé của em trai Giang Diếu, cha cậu mà biết chuyện sẽ dùng gia pháp gia đình đánh chết cậu thôi. Sao ông lại biết chứ? Tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tôi đưa tiền cho ông, đưa tiền cho ông được rồi. Tôi biết rồi, tôi hiểu ý ông mà. Các ông uy hiếp tôi, đây, tôi đưa tiền cho ông nè, đây. Đây là tiền riêng của tôi, các ông đừng đánh tôi nữa, tha cho tôi đi. Tôi sẽ không báo cảnh sát đâu, cầu xin các ông tha cho tôi. Cậu là con trai lớn của Đỗ Gia, mà tiền riêng chỉ có mấy chục ngàn thôi, hả? Cậu là đứa con không có địa vị, là đồ bỏ đi rồi. Ông nói chuyện này làm gì? Tôi đưa tiền là được rồi. Tuy tôi không dẻo miệng như Đỗ Dũng Đường, nhưng mà so với nó. Nhưng mà cậu quyết đoán hơn cậu ta, có đúng không? Làm sao ông biết vậy? Tôi còn biết là cậu quyết đoán hơn cậu ta, cho nên tôi có một chuyện cần cậu nhất định làm. Hãy tố cáo cha của cậu Đỗ Thụy Đạt và em trai Đỗ Duẩn Đường tư thông loạn đảng Tôn Trung Sơn. Như vậy Hồng Vũ sẽ thành vợ của cậu. Không được, tôi không thể ký đâu. Như vậy lại là hại chết cha tôi đó. Các người muốn làm gì? Muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Ta muốn cậu xem qua kết cục của La Hàn Diễn, tổng giám đốc của Đỗ Thị. Cậu ta hôm nay là cậu của ngày mai. Các ông biết hết rồi hả? Thả tôi ra đi, thả tôi ra. Cậu mà hợp tác với tôi thì là cách tốt nhất để cứu cha của cậu và cứu Đỗ Gia. Cha ơi, họ đã hứa với con không hại cha, đảm bảo cha an toàn nên con mới ký tên thôi. Còn ký vào cái gì? Thư tố cáo. Nói tiếp đi. Tố cáo cha và Duẩn Đường cấu kết loạn đảng. Cha, Morishita là quỷ dữ đó. Ông ta tra tấn La Hàn Diễn không ra con người nữa. Nếu như con không ký tên á, sẽ bị que sắt nung vú vào người. Thư tố cáo đó nếu lọt vào tay Thẩm Chi Bái, con có biết lá thư đó sẽ ảnh hưởng mức nào tới cả nhà chúng ta không? Không thể nào. Họ đã hứa với con sẽ không làm hại cha. Chỉ cần cha chủ động rút khỏi đấu thầu bên tàu Phố Kinh Bang, họ sẽ đảm bảo an toàn cho cha. Duẩn Đường sẽ ngồi tù, nhưng mà cũng không lâu đâu. Sau đó con có thể độc chiếm toàn bộ gia sản của Đỗ Gia. Họ nói như vậy với con, có đúng không? Từ nhỏ tới lớn, thứ Duẩn Đường có được tốt hơn con mà. Cha còn muốn nó kế thừa sản nghiệp của Đỗ Gia nữa. Con mới là đại thiếu gia của cha, con cũng là con của cha. Sao cha không nhận ra năng lực của con chứ? Thật không công bằng. Chính vì những chuyện đó nên con phải làm ra chuyện hại chết cả nhà không còn tính người.
con có biết bọn quân phiệt chuyên quyền độc đoán nhìn thấy lá thư tố cáo đó, chúng sẽ làm gì không? Chúng sẽ giành chính ngôn thuận giao lại hạng mục phố kinh bang cho người Nhật, sau đó hủy diệt Đỗ gia. Tới lúc đó cha của con, Duẩn Đường cả con nữa, ai cũng đừng hòng được sống. Không đâu cha, Morishita đã hứa với con rồi mà. Lời hứa của bọn người Nhật con cũng tin sao? Chúng sẽ giữ lời sao? Cha, con cũng sai rồi. Mai mà Thẩm Chi Bái vẫn còn lòng yêu nước, luôn chờ đường sống cho qua thương Thượng Hải. Còn nếu như không thì Đỗ gia chúng ta tai họa đã sớm ập đầu. Chuyện đến nước này, cách duy nhất có thể xoay chuyển tình thế, con và cha cùng đi tìm Thẩm Chi Bái, bàn chuyện trao đổi văn kiện và chuyện người Nhật ép con phải ký tên, nói ra hết tất cả. Chỉ có như vậy chúng ta mới tìm được con đường sống mà thôi. Duẩn Quy à, trước đây là do cha không tốt, cha nhận lỗi. Nhưng bây giờ dù thế nào con cũng phải nhận sai, quay về con đường đúng đắn. Con vẫn là đứa con trai ngoan. Cha, con đi cùng cha. Được rồi, con cứ về phòng đi. Tôi là Đỗ Thụy Đạt, tìm cho tôi mấy ký giả nước ngoài. Tôi muốn công khai một tin tức trọng đại. Các nhà tư bản ở nước ngoài rắp tâm hãm hại doanh nghiệp Trung Quốc. Tư quân, Thẩm mổ bị nhiễm phong hàn, đặc sứ đại giá Quang Lâm không kịp nghênh đón. Thất lễ, thất lễ. Bệnh của Thẩm tướng quân có ảnh hưởng đến tình hình nơi chiến trường, nhưng mà tôi đã nghe nói quân lính của anh ở phía Tây cũng sắp cạn kiệt lương thực rồi. Mong là đặc sứ giúp đứng ra điều đình giùm. Trước khi xuất binh, đại soái nói với tôi Thẩm tướng quân dạo ấy có giao tình, giúp được thì giúp. Nhưng có điều, có tới hai việc tướng quân phải trả lời cho thấu đáo. Đa tạ ý tốt của đặc sứ. Hai chuyện gì? Thứ nhất, Thượng Hải có thương nhân cấu kết loạn đảng, anh nói nên giết hay không? Thứ hai, công trình bến tàu phố Kinh Bang, xin tướng quân cân nhắc phương án của Lê Thiệu Phong, giao cho cậu ấy. Là hai việc này sao? Hai việc mà ngài nói chẳng qua chỉ là một mà thôi. Không phải tên Morishita người Nhật muốn ép buộc Đỗ gia từ bỏ bến tàu phố Kinh Bang sao? Ha, không sai. Thượng Hải là đô thị bậc nhất Diễn Đông. Đỗ Thụy Đạt là hội trưởng Hoa Thương. Nếu không có bằng chứng mà động đến ông ta, sẽ khiến lòng dân căm phẫn. Từ lúc đó công nhân bãi công, học sinh biểu tình, kinh động dư luận quốc tế, ai cũng không gánh giác nổi đâu. Lần này là chắc chắn. Chính con trai ông ta đứng ra tố cáo cha mình, còn nhầm lẫn được sao? Alo. À, tôi biết rồi. Tư Bùng,
Đỗ Thùy Đạt muốn dẫn con trai Đỗ Dũng Huy đến tố cáo kẻ vu khống hãm hại Đỗ Gia. Tôi thấy chi bằng đặc sứ chờ ở đây một chút đi, đối chất trực tiếp với cha con của họ. Tôi nghĩ có rất nhiều chuyện sẽ sáng tỏ ngay. Đi thôi. Lên xe đi. Lên xe. Chà. Lão gia, ông định đưa Dũng Quy đi đâu vậy? Lão gia, dù sao đi nữa Dũng Quy cũng là con ruột của ông mà. Dù nó có làm sai chuyện gì, ông cũng nên tha thứ cho nó chứ. Tôi xin lão gia, đừng có tức giận với nó được không? Thùy Lâm, đứa con Dũng Quy này tôi không thể không dạy. Sau này tôi không có ở nhà, Thùy Lâm, Bảo Châu, hai người phải tốt với nhau đó. Hai bên lúc nào cũng đấu đá suốt hai mươi mấy năm, bây giờ đều già hết rồi. Nhường nhịn nhau đi, nhường nhịn nhau một chút có được không? Tôi biết rồi. Lão gia. Ai, không sao đâu, mọi người vào nhà đi. Lão gia. Lão gia, tôi nghe ông nói những lời này cảm thấy trong lòng đất chua xót. Tôi xin hứa với ông không làm loạn nữa. Lão gia, ông như vậy là sao? Đây là chuyện của Đỗ gia, ông yên tâm đi. Dù trong nhà xảy ra chuyện gì, cả nhà sẽ cùng nhau gánh vác. Được rồi. Đâu phải sinh ly tử biệt đâu. Mọi người vào nhà đi, nhanh lên. Đi, lên xe thôi. Cha, cho con đi cùng với cha đi. Cha không chỉ là cha chồng của con, còn là người thầy dẫn dắt con vào thương trường. Hãy để học trò này chứng kiến cuộc đàm phán dũng cảm nhất và mưu lược nhất này của cha, được không cha? Được rồi, lên xe đi. Từ từ thôi tiểu thư. Dừng xe, dừng xe. Ta nghe Dưỡng Đường nói rồi, nó sẽ nghĩ ra một cách xoay chuyển tình thế, giải quyết từ tận gốc. Nào ngờ đâu, nó chính là trốn trong sở giao dịch chứng khoán này. Cha, có lẽ bây giờ Dưỡng Đường đã xoay chuyển được thế cục rồi. Ta cả đời chưa từng vào chỗ này. Nói thật lòng, nếu như ta có cơ hội, ta cũng muốn vào coi thử. Nơi này có phải thật là một thế giới mới cho ta mở rộng cơ đồ hay không? Cha, hay là bây giờ chúng ta vào luôn đi cha. Không thể chậm trễ nữa. Đợi sau khi chuyển đường về, chúng ta sẽ thư thả nghe nó giải thích mưu hay diệu kế như ngựa thần lướt gió tung mây. Đi thôi. Con ngựa đen trong thị trường chứng khoán đột phá 200.000 cổ phiếu. Chào ông. Trên thị trường ngoại hối bất động sản mình ông độc bá, không thấy buồn chán hay sao? Muốn đổi người khác làm cái hay không? Cậu Đỗ, cậu chơi cổ phiếu đúng là rất cao tay. Nhưng mà ngoại hối cậu chỉ là tay ngang thôi. Chắc cậu biết rõ Trung Quốc có câu châm ngôn: người mù sờ voi, càng sờ càng tránh rõ. Ai là kẻ mù còn chưa biết đâu. Mọi người nghe cho kỹ đây. Tôi dám chắc đồng Mark Đức sẽ tăng giá trở lại. Tình hình của nước Đức đã hỏng bét. Chính phủ Weimar bây giờ đã mất khả năng khống chế. Đồng Mark vẫn tiếp tục rớt giá, sắp bị dồn đến đường cùng rồi, rơi xuống 18 tầng địa ngục. Nói cho ông biết, tôi thích nhất là chơi trò ngược ngạo, cai tử hoàng sinh. Cổ phiếu hả? Đem toàn bộ vốn của tôi mua đồng Mark Đức. Được. Cậu Đỗ à, nhà cậu làm gì còn tiền, sắp phá sản tới nơi rồi.
Cậu định chơi tay không chắc. Nếu có thật thì sao hả? Không thể nào. Tôi có tình báo kinh tế đáng tin cậy. Tôi hiểu tình hình của Đỗ gia hơn cậu. Nếu cậu có thể lấy ra 200.000 đồng bạc, tính theo giá mua đồng mắt hiện giờ, cậu có thể mua bao nhiêu, tôi bán cho cậu bấy nhiêu. Là ông nói đó nha. Đây là cha tôi đưa cho, cầm lấy. Trong 1 triệu đó, toàn bộ đều đổi thành đồng mắt Đức. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, cứ từ từ chơi cùng với tôi. Cha, thực sự không sao chứ? Morishita nói muốn giết con. Yên tâm đi, cha đã gọi điện mời ký giả nước ngoài tới. Đến lúc đó trước mắt công chúng, bọn nhà không dám làm gì đâu. Tới lúc đó con phải nói ra hết sự thật, cả nhà chúng ta mới chuyển nguy thành an. Dùng quyển xuống xe mau, mau xuống xe. Cha ơi, cha sao rồi cha? Ta không sao. Có cần tới bệnh viện không cha? Dùng quyển. Ơ, có chuyện rồi. Tâm xe này kìa. Hết rồi. Cha ơi. Cha ơi. Dục Quyền. Cha ơi. Dục Quyền. Cha. Lấy cái con. Cha. Của cha. Ra đây. Ra đây đi. Cái bóp ở trong này nè. Cha ơi. Bên trong có 5 đồng. 36 năm trước ta đặt chân đến Thượng Hải, chỉ có 5 đồng này. Bây giờ đi cả một vòng lớn, cuối cùng trở về điểm xuất phát vẫn là 5 đồng thôi. Dục Quyến, con từng hứa với ta sẽ bảo vệ Đỗ gia, có phải không? Đúng vậy thưa cha. Cảm ơn con. Cha ơi. Cha ơi. Ông ấy chết rồi. Cha ơi. Cha ơi. Cha ơi. Ông cha ơi. 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 Giá cả nghịch chuyển lớn. Giá cả nghịch chuyển lớn. Giá đồng mắt Đức bây giờ đã có sự nghịch chuyển lớn. Mọi người xem đi, xem thử đi, hả? Xem đi. Chính phủ Đức chính thức tuyên bố đồng mắt móc đối với vàng. Đồng mắt đã ổn định rồi. Hơn nữa, hiện giờ trên thị trường giao dịch Đức Mỹ, nó đang bắt đầu tăng giá trở lại. Hả? À, cậu làm sao cậu biết được? Nước Đức xuất hiện thiên tài kinh tế học, dựa vào năng lực của ông ấy ổn định tình trạng lạm phát. Tôi đóng cửa 3 ngày, đọc kiểu hết lý luận của ông ấy. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cậu đúng là thiên tài mà. Đúng là thiên tài ma quỷ. Trời ơi, tôi đã tổn thất hơn 200.000. Chi bằng đến đây kết thúc nghe. Chúng ta vẫn chưa phân định thắng thua. Hơn nữa đối với tôi, trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi. Chúng tôi cần bàn bạc kỹ lưỡng lại. Cậu xin cậu đó. Cha, nắm tin người Tây này, cuối cùng con cũng có mặt mũi về nhà. Giờ con đi xong nước cờ này, Bính Tầm phố Kinh Bang sẽ an toàn. Tâm nguyện của cha sắp được hoàn thành rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy.
Được rồi, chúng ta đi nói chuyện đi. Tụi con khó khăn lắm mới đưa được cha trở về. Vậy là hết rồi, Đỗ gia đã tan nát thật rồi. Tất cả chuyện tốt này đều do Dũng Đường làm ra, nó liên lụy tới cả nhà chúng ta. Cha ơi, sao cha đã bỏ mặc Duẩn Quy và cả nhà mình mà đi như vậy chứ? Được rồi, mọi người ngậm miệng lại hết đi. Lão gia đi quá đột ngột. Lúc này đây mọi người đừng có bán trách nữa. Đỗ gia không thể sụp đổ được. Lúc lão gia đi khỏi cửa thì tôi đã hứa với ông ấy, cho dù có xảy ra chuyện gì, cả nhà đều phải cùng nhau chống đỡ. Mã Dung. Dạ phu nhân. Lập tức bố trí linh đường cho lão gia. Dạ. Thưa quân, Đỗ Thùy Đạt gặp tai nạn đã mất rồi. Hả? Còn Đỗ Dưỡng Uy tạm thời không thể qua đây. Đỗ Thùy Đạt chết rồi. Dạ phải. À. Dù Đỗ Thùy Đạt đã chết rồi, nhưng điều tra ngọn nguồn, truy tìm loạn đảng thì không thể dừng lại được. Hy vọng tướng quân có thể bổ nhiệm Lê Thị Phong toàn quyền phụ trách chuyện này, buộc phải thanh tra Đỗ gia. Lê Thị Phong giờ đã không còn là người bên cạnh tướng quân, không có tư cách phụ trách chuyện này. Tôi nghĩ chắc là ngài đặc sư đến cũng biết nội tình rồi chứ. Tôi quên chưa nói với tướng quân, Lê Thị Phong rất tận tâm trung thành với chính phủ Bắc Dương. Cậu ấy từng cung cấp những tin tức tình báo vô cùng quan trọng. Tôi cho là tướng quân cần một trưởng ban quân pháp như vậy, vì vậy tôi đã vượt quá chức phận bổ nhiệm cậu ấy. Vậy thì Thiệu Phong, cậu là đối thủ cạnh tranh của Đỗ gia, lần này có làm công bằng được hay không? Xin tướng quân yên tâm, dù sao Đỗ gia cũng là nhà vợ của tôi. Hơn nữa phu nhân của tôi đã có thai, tôi sẽ làm việc công chính. Thưa quân, tên Hứa Hạo Bắc thật quá hung hăng. Hứa Hạo Bắc, sớm muộn gì cũng xử lý hắn. Vào trong. Vào lên. Ôm cái gì? Đỗ gia trước nay luôn coi trọng phép tắc, cho dù phải chết đi nữa cũng không để ai chê cười. Đứng thẳng lên cho tôi. Đứng thẳng lên. Thiệu Phong. Thiệu Phong. Câm miệng. Không có chỗ cho chị nói chuyện đâu. Con rể, cha vợ cậu vừa mới mất, cậu không tới đây để mà tận hiếu, khóc tang và chia buồn, lại là kẻ đầu tiên dẫn người tra xét Đỗ gia. Tổ tiên đời nào của Đỗ gia tích đức mà có con rể quý quá như cậu vậy? Tôi không rảnh phí hơi với bà. Người đâu, đem tên Đỗ Dũng Đường cấu kết loạn đảng lôi ra đây. Dạ. Tất cả đứng lại. Người cũng phải cần có chứng cứ, đi nói với thẩm tướng quân. Tội danh vu cáo không nhẹ đâu. Cậu nói Đỗ Dũng Đường cấu kết loạn đảng, cậu có chứng cứ hay không? Nếu tôi không có chứng cứ, bà nghĩ thẩm chi bái cho tôi bắt người sao? Tiểu thư à, bây giờ tôi nghi ngờ Đỗ Dũng Đường đang trốn trong cổ quan tài này. Người đâu? Xuất. Dạ. Ai dám? Lê Tiểu Phong, cha vừa mới nhập liệm cậu đã đòi mở soát. Không trời trời xanh có mắt thiên lôi đánh chết cậu hay sao? Láo xược, dám cản trở công vụ,
cho dù là bụng mang dạ chữa tôi cũng xử luôn đó. Lê Thiệu Phong, dù Đỗ gia đắc tội gì với cậu cũng phải tôn trọng người mất. Cậu làm như vậy, cậu không sợ báo ứng hay sao? Báo ứng? Đỗ gia không biết làm người, báo ứng đang ở trước mắt đó. Lê Thiệu Phong, cậu chẳng qua chỉ muốn tiền thôi mà. Tôi đưa cho cậu. Má Dung, phu nhân, lấy tiền tích cóp của tôi đưa cho cậu ta. Dạ. Tố Hiền. Dạ. Lê Thiệu Phong, chỗ tiền này đủ để cậu rộng lòng tha cho linh cữu của lão gia chưa? Bao nhiêu đây? Chỉ đủ để đưa linh cữu ra cửa thôi, chứ chưa đủ cho Đỗ gia đưa tang đâu. Thủy Lâm, sinh thời lão gia không tệ với cô, tới lúc này rồi, cô nên vì lão gia làm chút chuyện đi chứ. Đi, Dũng Quy, vào phòng của mẹ lấy hộp nữ trang ra đây. Mẹ à, Đỗ gia như vậy rồi, để lại chút vốn cho con chứ. Con, lão gia đã đi rồi, đồ của cô trước đây đều là do lão gia tặng. Lão gia không còn nữa thì cô còn có gì hả? Mẹ lớn à, chuyện đó giờ cha mất rồi, con là đại thiếu gia nhà này, cả nhà này phải nghe theo lời của con. Việc gì nghe theo lời của mẹ lớn chứ. Dũng Quy, lẽ nào con không muốn để cho cha của con nhập thổ di an hay sao? Kìa mẹ, mẹ à. Chuyện đó hộp nữ trang của mẹ tôi không tìm ra được, mất rồi. Thúy Lâm, đây là đứa con ngoan mà cô dạy dỗ đó hả? Lão gia chết còn chưa đầy một ngày, các người đã lật tung trời rồi hả? Lão gia, tôi phải làm sao đây chứ? Mẹ, để con giúp mẹ. Dục Quyển, Dục Quyển, ở chỗ của tôi có khế ước của 4 căn quyển cư. Tố Hề, như vậy đã đủ cho cha vợ của cậu an táng rồi chứ? Tôi muốn hồi môn của Đỗ Nhã Quan, 15% cổ phần của Đỗ gia. Dục Quyển, Dục Quyển không thể đưa cho cậu ta, tuyệt đối không được đưa cho loại tiểu nhân này, không thể. Tố Hiền, đưa cậu ta đi. Tiểu thư, em không hiểu đâu. Nếu như Đỗ gia sụp đổ thì số cổ phần này cũng sẽ thành một đống giấy vụn thôi. Cậu muốn thừa cơ khống chế Đỗ gia, nhưng cuối cùng chỉ là một giấc mộng đẹp trống rỗng mà thôi. Đồng Dục Quyển, cô nghĩ một mình cô có thể chống đỡ được Đỗ gia sao? Được, tôi cho cô tội nguyện. Ngày mai do cô thay cả nhà này đưa tang. Cậu là cái tên khốn nạn, cậu chính là đồ khốn mà. Mẹ, mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, con là con dâu của Đỗ gia này, con hứa con nhất định sẽ đưa tiễn cha thật đàng hoàng. Dục Quyển, Lê Tiểu Phong,
ngày đồng dục quyển tôi đưa tang cho cha, cũng là ngày cậu mất đi lòng người ở bến Thượng Hải này đó. Toàn bộ tất cả dân chúng ở bến Thượng Hải này đều sẽ nhớ rõ cậu là thứ lăng sói gạo bạn, dông ân phụ nghĩa. Đồ khốn, cậu đánh nó chỉ bằng giết cả nhà chúng tôi đi cho rồi. Bây giờ tôi chưa giết các người đâu, đợi bắt được Đỗ Duẩn Đường tôi sẽ cho cả nhà bà chết hết. Mẹ, chính lúc cha gặp phải tai ương, lúc Đỗ gia phải chịu sự uy hiếp, chồng của tôi là Đỗ Duẩn Đường đang quyết trận sống mái. Anh ấy cách biệt suốt 3 ngày, mặc dù lỡ đi tin cha đã mất, nhưng mà trong gián cược lớn đó anh ấy đã lật ngược được thế cờ, cũng may mắn tránh được khiêu khích của Lê Thiệu Phong. Công ty chứng khoán Hoa Dương. Nhìn tôi làm gì? Bỏ gọi điện thoại đi. Nè, tiếp tục gọi đi chứ. Cậu điên rồi. Đây là kế hoạch hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tôi không thể nào tìm được 10 người mua ở châu Âu. Tôi mặc kệ. Từ bây giờ trở đi, trừ việc bán nhà, ông đừng nghĩ tới những chuyện gì khác nữa. Hơn nữa chỉ bán cho người ngoài giới. Nếu môi giới bất động sản giỏi nhất diễn đông như ông, không làm nổi vụ làm ăn hờ to này. Vậy được thôi. Vụ đặt cược đồng mát lúc nãy, lập tức thanh toán. Tôi sẽ khiến cho ông tán gia bại sản luôn. Alo. Cái gì? Alo, Tony à? Tôi là Samson đây. Tôi đang có một vụ rất ngon. Đối phương đưa giá cực bèo, anh có hứng thú không? Đúng vậy. Đúng vậy. Cổ phiếu, có chuyện gì vậy? Bầu trời Đỗ gia sụp đổ. Lão gia hôm qua bị tai nạn xe qua đời. Đỗ gia vừa bị người ta đến làm loạn. Phu nhân báo tin, kêu cậu trốn đi, tuyệt đối đừng về nhà. Thiếu gia, và việc duy nhất cậu làm được chính là hoàn thành giao dịch này, trốn khỏi nơi thị phi. Bằng không, lão già chết không nhắm mắt. Vậy chúng ta hẹn thời gian đi. Được. Cậu Đỗ, hình như cậu bệnh rồi. Hôm nay chúng ta đến đây thôi, ngày mai tôi còn phải đi du thuyền vòng quanh thế giới nữa. Hay là lần sau đợi tôi tới Thượng Hải, chúng ta mới làm ăn tiếp. Ông nghe. Không được đi. Nhưng bây giờ nhìn cậu, coi ra không thể tiếp tục làm việc rồi. Tôi nghĩ là cậu nên tìm một nơi nào đó thả lỏng một chút đi. Không, trước kia tôi đã quá buông thả, mới khiến người thất vọng. Nhưng hôm nay không được. Ông ấy chưa đi xa. Ông ấy đang theo dõi đứa con bất hiếu này. Ông, lập tức ngồi xuống đi, tiếp tục gọi điện. Nếu không, đừng hòng tôi tha cho ông. Nhanh lên. Nếu không phải Nhã Quan tối qua xin tôi suốt đêm, sao tôi để các người đi ra chứ? Các người có thể tiện tới đây thôi là tôi đại nhân đại nghĩa lắm rồi. Nếu có kẻ nào tiến thêm một bước, sẽ giết không tha.
cha, con không thể tiễn cha rồi. Cha lên đường bình an. Tạ Khinh, cậu là cái đồ khốn nạn, ông trời sẽ không tha cho cậu đâu. Mẹ vợ tôn kính, mẹ nên trở về nghỉ ngơi rồi. Để đồng dục quyển một mình đi theo linh cửu, không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Con hãy để cho mẹ được tế bái lão gia lần cuối đi mà. Lão gia, ông cứ như vậy bỏ lại chúng tôi, chúng tôi phải làm sao đây hả lão gia? Lão gia, lão gia ơi, lão gia. Mẹ, cứ để con tiễn cha lên đường đi. Lão già, lão già. Trên đường đưa tang cho cha, tôi hy vọng biết bao Duẩn Đường có thể bên cạnh chống đỡ cho tôi. Nhưng mà tôi cầu khấn trời cao, tuyệt đối đừng để cho Duẩn Đường xuất hiện. Bằng không, với sự quyết liệt của anh ấy, cũng sẽ liệu cho ngọc nát đá tan. Tôi phải nghe theo di nguyện của cha, bảo vệ Đỗ gia, bảo vệ bình an cho cả nhà và ước vọng của người. Trong thời khắc Đỗ gia gặp nguy nan hung hiểm như vậy mà mọi người đây vẫn ở trên đường truy điệu cho cha của tôi, đồng dục quyển thay Đỗ gia, cảm tạ ơn nghĩa cao đẹp này. Tất cả hãy tỉnh táo lên, tôi tin Đỗ Duẩn Đường sẽ xuất hiện ngay thôi. Lê Tiểu Phong, quá ra cậu đi theo quan tài là để dụ bắt Duẩn Đường hay sao? Cậu thật quá đê tiện mà. Tôi đê tiện hả? Cha ơi, cha hãy phù hộ cho Duẩn Đường tránh được sự hãm hại của kẻ ác, bình an vô sự. Cha ơi, Đỗ Duẩn Đường, anh có còn là đàn ông không? Mau ra đi. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, đó mới là hành động của đại trượng phu. Đỗ Thụy Đạt chi mộ. Cha, con đến trễ rồi. Cho dù hạng mục phố kinh bang này chúng ta không nắm được, nhưng con tuyệt đối không để cho bọn người Nhật toại nguyện. Con đã làm được rồi, cha có thể an nghỉ. Muốn bắt Đỗ Duẩn Đường anh thật tốn sức quá mà.
Tôi ở đây cắm sào chờ nước vì tin anh sẽ tới. Anh là một người con rất có hiếu. Tôi cũng muốn coi anh làm sao để bảo vệ Đỗ gia đây. Nói, anh động tay động chân gì ở thị trường giao dịch? Lý Thiệu Phong, cậu nghĩ là tôi nói cho cậu biết sao? Được thôi, anh không nói thì tôi sẽ hành hạ anh để anh mở miệng cầu xin. Duẩn Đường, anh sao rồi Duẩn Đường? Anh nhìn em đi mà, em là Hồng Vũ đây. Anh mở mắt ra nhìn em đi Duẩn Đường à. Duẩn Đường, Duẩn Đường. Cô tốt nhất là khuyên anh ta đem chuyện tôi muốn biết nói ra hết đi. Nếu không lần sau cô gọi cũng không tỉnh đâu. Duẩn Đường, anh không sao chứ? Duẩn Đường, em cầu xin anh mà. Anh rốt cuộc có chuyện gì giấu Lê Thiệu Phong thì cứ nói ra đi anh. Chỉ cần anh nói ra rồi, em sẽ xin anh ta thả chúng ta ra ngoài. Hai chúng ta sẽ rời khỏi đây, một nhà ba người, sinh sống yên ổn với nhau, có được không anh? Một nhà ba người. Hà Mỹ Hương, cô đừng có lừa tôi nữa, có được không? Anh đã biết hết rồi. Duẩn Đường à, anh phải tin tưởng em. Trước đây em thật sự là bị ép buộc, em đối với anh đều là thật lòng hết đó. Anh tin em đi có được không anh? Tôi tin tưởng cô. Đỗ gia bị phá hoại tới nông nỗi này, cha tôi cũng bị hại chết rồi. Tôi tin cô, làm sao tin cô đây? Cô không cảm thấy mắc cười hay sao? Hả? Đúng, em đúng là mắc cười. Nhưng mà Duẩn Đường à, tình yêu em dành cho anh đều là thật đó. Em còn yêu anh hơn đồng dục quyển nữa mà. Cô cũng được gọi tên của cô ấy ra. Duẩn Đường, anh đừng có ép em. Duẩn Đường, em thật sự là người yêu anh nhất, yêu anh nhất ở trên đời. Duẩn Đường à, anh tin em một lần đi mà, có được không anh? Chỉ một lần thôi hả? Duẩn Đường à, có được không anh? Anh hãy nói chuyện đi, có được không vậy? Duẩn Đường. Đỗ Duẩn Đường, anh yêu đồng dục quyển nhất phải không? Hả? Đến nhìn tôi một cái mà anh cũng không muốn có phải hay không hả? Được. Đỗ Duẩn Đường, anh hãy nhớ đó, là anh, là anh đã ép tôi. Ngày mai cô đưa Đỗ Duẩn Đường về nhà. Hắn bất chấp cả nhà sống chết, biến mất tận 3 ngày. Lúc đó thật ra làm những gì cô nhất định phải hỏi cho ra. Lê Thiệu Phong, lấy người nhà ra uy hiếp anh ấy, lấy đồng dục quyển ra để uy hiếp, anh ấy sẽ đau lòng không thiết sống, tinh thần rối loạn. Vậy không phải hận tôi chết sao? Cô không có lựa chọn. Chỉ có lấy được khẩu cung, cô mới có cơ hội cùng Đỗ Duẩn Đường cao chạy xa bay thôi. Duẩn Đường! Phạm nhân Đỗ Duẩn Đường thương tích nghiêm trọng. Trưởng ban Lê, Niệm Tịnh là người thân thích nên đưa về nhà, cho trút hơi thở cuối tại nhà. Cô Hồng Vũ có công khai báo,
Trưởng ban Lê cho phép trợ giúp điều tra. Trên dưới Đỗ gia đều phải nghe theo lời cô ấy. Hôm nay tôi không chỉ trở về mà còn leo lên đầu các người, làm người thao túng toàn bộ Đỗ gia. Là tôi để cô bước vào cửa nhà này. Cô vậy mới nói bà ngu. Cô lão phế vật. Cô cái gì chứ? Nhị phu nhân, bà sợ bà ta lắm mà. Bây giờ bà đã có cơ hội rồi, mau hầu hạ bà ta cho tốt đi. Hãy mau đưa bà ta vào trong với tôi. Đó, đi. Dẫn đi. Dẫn đường. Cô đó, qua đây. Dục Quyển, em mau về đồng phủ đi, đừng quan tâm chuyện nhà này nữa. Đi đi, em mau đi đi. Hay cho một đôi vợ chồng ân ái. Dục Quyển, tôi muốn ở đây hành hạ anh. Tôi muốn đồng Dục Quyển này và trên dưới Đỗ gia nhìn rõ. Đỗ Dẫn Đường, anh là cái thá gì chứ? Anh thì có gì tài giỏi chứ? Anh có tư cách gì mà không cần tới tôi hả? Cô muốn đánh tôi, muốn giết tôi, cho tôi chết thoải mái ở đâu cũng được. Đâu như thế là trong nhà của tôi, để người nhà thấy tôi như vậy chứ? Anh vốn dĩ không xứng với tôi, không xứng với tôi. Đi đây, tôi đánh chết anh. Tôi đánh chết đồ phá gia di tử. Tôi đánh chết anh. Điều tại anh đem con đàn bà kia vào nhà, làm cho Đỗ gia cửa nát nhà tan. Tôi đánh chết anh. Đánh chết anh. Anh nhìn tôi đi, anh nhìn đi. Nếu không phải tại anh, tôi và Chu Đình Sâm đã có thể sống hạnh phúc rồi. Tại sao phải chia lìa chúng tôi chứ? Ép tôi gả cho anh, còn cưỡng bức tôi sinh con cho anh nữa. Đừng có nhắc Chu Đình Sâm trước mặt anh. Tôi cứ nhắc đó. Người tôi yêu là anh ấy. Tại sao chứ? Tại sao anh cố chia cắt nhân duyên của chúng tôi làm gì? Hả? Đây là lời thật lòng của em đó sao? Hả? Tôi hận anh. Anh đã hủy hoại hạnh phúc của chúng tôi. Tôi hận anh đến chết. Anh hủy hoại tôi. Anh hủy hoại cả đời này của tôi. Tôi đánh chết anh. Tôi đánh chết anh. Đổi đường. Tôi đánh chết anh. Đồng Dục Quyển, đứa con trong bụng cô là của anh ấy đó. Cô hận anh ấy tới chết thật vậy sao? Đừng nhắc đứa con đó với tôi nữa. Tôi không muốn sinh con cho anh ta. Tôi thật sự không muốn sinh con trong cái nhà này mà. Đồng Dục Quyển, đồ đàn bà độc ác này, cô không xứng với được tình yêu của Chuẩn Đường đâu. Chuẩn Đường, chỉ có em mới thực sự yêu anh thôi. Cô các người, không ai được hành hạ anh ấy hết. Anh ấy là của tôi, là của một mình tôi thôi. Đồng Dục Quyển, thả đàn bà ác độc này. Người đâu, đưa cô ta xuống nhà củi ở. Lôi cô ta đi cho tôi. Đó.